Cái tay nắm ga khi các bạn kéo lên, các bạn thả ra thì tay nắm ga phải được trả về tự do như này thì mới đúng và chuẩn. Nhưng hôm nay thì mình đang gặp một chiếc xe Wea 110. Tình trạng của xe là đang bị trêu ga. Khi kéo tay ga lên, thả ra thì tay ga đã không trả về tự động. Khi đè máy nó khởi động thì đã bị trêu ga này. Tình trạng mà xe bị trêu ga này thì rất chi là nguy hiểm. Video hôm nay thì mình muốn gửi lên cho anh em mà các bạn đang học nghề hay mới vào nghề, rồi là anh em mà các bạn đang sử dụng tất cả dòng xe máy từ xe ga đến xe số như này. Tình trạng của xe mà bị trêu ga thì các bạn biết được nguyên nhân để có hướng khắc phục, xử lý, chỉnh sửa và sửa chữa. Khi xe bị trêu ga, các bạn kéo tay ga, quả ga lên đỉnh không tự động trả về được khi các bạn thả tay ga, thì xe sẽ sinh ra tình trạng là trêu ga, rồ ga. Và để biết được nguyên nhân và cách khắc phục thì bây giờ cho nên mời các bạn cùng nhau theo dõi kỹ video nhé. Thì đầu tiên các bạn cần phải tháo mở hai bên yếm và mặt nạ của xe ra. Xin lưu ý cho anh em mà các bạn đang sử dụng tất cả dòng xe từ xe số đến xe ga, khi các bạn kéo tay ga mà các bạn thả tay ga ra mà nó không trả về nhẹ nhàng và tự động được, các bạn cần phải đem xe đi kiểm tra để chỉnh sửa khắc phục. Tình trạng xe bị trêu ga thì rất chi là nguy hiểm. Với anh em thợ thì cũng đã gặp tình trạng này khá chi là phổ biến. Nhưng video của hôm nay thì mình muốn gửi đến cho anh em và các bạn đang học nghề hay mới vào nghề, rồi là anh em đang sử dụng tất cả dòng xe máy. Tình trạng xe các bạn gặp phải, các bạn kéo tay ga và các bạn thả ra mà tay ga không trả về tự động được, các bạn cần phải đem xe đi kiểm tra để bảo trì, bảo dưỡng, chỉnh sửa, sửa chữa cho xe của bạn. Khi các bạn đã tháo mở được toàn bộ ốc của yếm và mặt nạ ra rồi thì tiếp theo các bạn sẽ tháo mở hai bên cánh yếm của xe ra. Như anh em thợ cũng đã biết thì với tất cả cái dòng xe Wea 110 này, tình trạng của xe bị trêu ga thì gặp khá chi là phổ biến. Khi xe bị trêu ga, các bạn kéo tay nắm ga, quả ga lên đỉnh nhưng quả ga không tụt trở về tự động được, bởi vì quả ga đã bị búa, cho nên xe sẽ sinh ra tình trạng là bị trêu ga khi các bạn nổ máy lên. Khi gặp tình trạng mà xe bị trêu ga như này thì mỗi anh em thợ có một cái cách xử lý khác nhau. Vậy cho nên video của hôm nay mình cũng có một cái mẹo nhúa gửi lên cho anh em và các bạn, để cho anh em và các bạn tham khảo và có thể là áp dụng cái cách như trong video của mình để khắc phục triệt để tình trạng của xe bị trêu ga, bị búa có ga các bạn nhé. Còn nếu như anh em mà tự chỉnh sửa chữa tại nhà thì mời các bạn cùng nhau theo dõi kỹ video. Các bạn sẽ lần lượt các bạn tháo mở toàn bộ ốc của yếm hai bên, rồi là ốc mặt nạ. Các bạn sẽ tháo mở mặt nạ đến hai yếm của xe, và các bạn sẽ tháo mở ca xăng của xe ra bên ngoài này. Trước khi tháo mở ca xăng, các bạn cần khóa xăng. Đây các bạn, tình trạng mà xe bị trêu ga thì quả ga sẽ bị búa lại này, rất nặng luôn. Xe Wea 110 hôm nay mình gặp thì quả ga đã bị búa nghẹt hoàn toàn, lôi mạnh cũng không lên. Khi quả ga bị búa như này, nếu mà các bạn lôi không ra thì các bạn sẽ xịt dầu GP7 vào nhé.
nguyên nhân để dẫn đến tình trạng mà quá ga trên cái dòng xe quay 110 bị búa thì anh em luôn chú ý này. Với tất cả dòng xe quay 110 thì nó sẽ có thêm một cái ống thông hơi của quả ga này. Quá trình xe sử dụng lâu, ít bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh ca xăng thì từ cái ống thông hơi này nó sẽ toát mồ hôi và nó sẽ kết dính lại giống kiêu. Và khi các bạn tháo mở quả ga ra, các bạn chú ý thực tế nhé, bên trong này nó sẽ kết dính giống kiêu này. Khi mà bị kết dính giống kiêu này thì quả ga sẽ bị bô nghẹt. Các bạn kéo tay ga lên nhưng quả ga sẽ không trở về tự động được. Với anh em thợ lâu năm có kinh nghiệm thì cách khắc phục thì nó là vô cùng đơn giản rồi. Nhưng với những anh em mà đang học nghề hay mới vào nghề, cho là anh em tự chỉnh sửa tại nhà, nếu như anh em không biết cách khắc phục, anh em chỉ mở ra, rửa sạch đi, lắp vào thì chỉ một thời gian ngắn sau thì nó lại quay lại cái tình trạng là bị búa quả ga. Và để khắc phục được tình trạng mà bị búa quả ga trên cái dòng xe 110 này thì các bạn sẽ tháo mở toàn bộ phụ kiện ở bên trong của ca xăng ra này. Bên trong cổ ga thì nó đang kết dính một lớp giống kiêu. Để khắc phục vệ sinh được thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái tờ giấy nhám mịn này. Sau đó thì các bạn sẽ dùng khoan nhá. Các bạn sẽ sử dụng khoan và giấy nhám mịn, các bạn sẽ chà và vệ sinh sạch cổ ga xăng này. Khi các bạn chà và vệ sinh cổ ca xăng sạch sẽ thì các bạn sẽ test thử bằng cách các bạn sẽ lắp thử quả ga vào này. Trước khi lắp quả ga thì các bạn sẽ sử dụng dao bấy để các bạn vệ sinh sạch sẽ quả ga. Các bạn sẽ lắp vào ca xăng để các bạn test thử xem là đã nhẹ chưa này. Khi các bạn đã già và vệ sinh sạch sẽ cổ ga xăng mà các bạn lắp quả ga vào, kéo lên trả về nhẹ nhàng rồi thì tiếp tục các bạn sẽ vệ sinh sạch sẽ ga xăng
và xin lưu ý cho các bạn nhé. Để khắc phục triệt để được tình trạng mà bị búa quả ga thì trên cổ ca xăng này nó sẽ có một ống thông hơi được kết nối vào với quả ga nhé. Các bạn sẽ tịt cái ống thông hơi này lại này, các bạn sẽ tịt chặt cái ống thông hơi này nhé, đảm bảo cho các bạn khi các bạn áp dụng cái cách như trong video của mình sẽ khắc phục triệt để được tình trạng mà trên cái dòng Chevrolet 110 bị trêu ga, bị búa quả ga. Ok, tiếp theo thì các bạn sẽ vệ sinh sạch sẽ toàn bộ ca xăng trước khi các bạn lắp vào cho xe. Cái đấy chờ là mở ra. Xăng thì chỉ xăng. Để vệ sinh được ca xăng thì các bạn chỉ cần sử dụng xăng của xe để các bạn vệ sinh sạch sẽ toàn bộ phụ kiện ở bên trong ca xăng này. Các bạn sẽ cần phải xịt xì sạch sẽ nha. Nếu như các bạn mà tự khắc phục chỉnh sửa tại nhà thì xin hợp mời các bạn cùng nhau theo dõi kỹ video để các bạn áp dụng một cách được dễ dàng hơn, từ cách tháo lắp yếm mặt nạ đến cách tháo và lắp ca xăng trên xe. Khi các bạn đã vệ sinh hoàn tất tất cả các bước sạch sẽ cho ca xăng rồi thì đến bước các bạn sẽ lắp ráp ca xăng vào cho xe này. Khi lắp quả ga các bạn cần lưu ý này, trên quả ga nó sẽ có một đầu khuyết này. Đầu khuyết này khi các bạn lắp vào ca xăng thì nó sẽ hướng lên bôi nhá. Các bạn sẽ lựa nhẹ nhàng để các bạn lắp quả ga vào này.
các bạn cần phải kết nối đầy đủ những các cái ống thông hơi của các xăng và ống thông hơi của cái quả ga này nhá. Kênh xe máy channel của mình thì chuyên chủ đề về hướng dẫn sửa chữa xe máy tại nhà. Cho nên các bạn đang quan tâm về cái chủ đề sửa chữa xe máy tại nhà, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi và bật chuông thông báo nhận được thông báo mới mỗi khi kênh xe máy channel của mình đăng video mới lên kênh. Và kênh xe máy channel của mình cũng có hỗ trợ trực tuyến qua Zalo, Facebook rồi là số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Bạn nào mà cần hỗ trợ gì về lĩnh vực sửa chữa xe máy thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình. Mình giúp được gì cho anh em và các bạn, mình sẽ giúp với bằng những kinh nghiệm thực tế mà mình đã và đang học hỏi được trong lĩnh vực sửa chữa xe máy. Khi các bạn đã lắp ráp đầy đủ, hoàn thiện tất cả các phụ kiện liên quan đến ca xăng của xe thì các bạn sẽ test thử bằng cách các bạn sẽ kéo tay ga thử này. Tay ga thì phải trả về tự động và nhẹ nhàng như này thì mới đúng và chuẩn. Các bạn lưu ý nhé, tay ga của xe khi các bạn kéo lên, các bạn thả ra thì nó phải được trả về tự động như thế này. Ok, khi hoàn tất tất cả các bước thì các bạn sẽ lắp ím đến mặt nạ của xe vào là ok. Như vậy là video vừa rồi thì mình đã chia sẻ đến cho anh em và các bạn biết được cái nguyên nhân và cách khắc phục triệt để tình trạng mà trên tất cả dòng xe máy nói chung, rồi là cái dòng xe của VA110 hôm nay mình làm video nói riêng, tình trạng của xe là bị bó nghẹt quả ga. Cách khắc phục thì cần phải mở ca xăng ra để bảo trì bảo dưỡng và vệ sinh sạch sẽ lại ca xăng và cái cổ của ca xăng. Các bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh